Chị nghĩ sao em ngồi ghép cả buổi rồi chị kêu đưa cho em có 50 ngàn tấm này vậy? Thôi đi, ghép mỗi cái mặt mà đòi 500k. Ủa? Giá 500k là giá niêm yết của tiệm em rồi chị. Ghép mỗi cái mặt thôi, ở tiệm khác chỉ có 50 nghìn thôi. Chứ sao không qua bên tiệm khác mà làm, qua tiệm này làm gì? Thôi trẻ 50 nghìn nè, không làm nữa. Ê, 500k nha. Sao được có 50 ngàn này? Chị ơi! Anh Huy ơi! Anh Huy! Cái gì? Tiền điện tháng nay mình chưa đóng. Ta biết rồi. Khách làm 500 ngàn đưa có 50 ngàn đây nè. Đầu hết cả đầu. Có tiền là được rồi. Alo, anh nghe đây. Alo anh Huy à, khỏe không anh? Duy hả? Anh khỏe. Sao á? Dạ, mấy nay anh em trên đấy công việc ổn không anh ơi? Nói chung là làm ăn cũng được, cũng khấm khá. Anh Huy, tiền điện. Dạ, anh em làm được thì em vui rồi. Thì nói chung là anh làm ăn cũng ok, cũng được. Mà sao á, nay của anh có việc gì hả? Dạ hiện công ty bên em đang tuyển các bạn về làm công nghệ và quảng cáo anh. Anh có ai không giới thiệu giùm em với? Thế làm về công nghệ với quảng cáo hả? Thế lương bao nhiêu em? Dạ lương trung bình 25 đến 30 triệu anh ạ. Hả? 25 đến 30 triệu luôn à? Vâng đúng rồi anh ơi. Ồ thế cao nhỉ. Thế em tuyển số lượng nhiều không? Dạ bên em cũng đang tuyển số lượng nhiều anh. Mà làm tại Đà Nẵng hả em? Dạ ở ngoài Đà Nẵng anh ơi. Rồi. Thôi có gì để anh coi có đứa nào tốt rồi anh giới thiệu qua cho nhá. Dạ em cảm ơn anh nha. Rồi. Thế thôi vậy nha. Dạ. Anh làm việc đã. Gớm công ty làm gì mà trả lương cao thế nhỉ? Được rồi, Hoàng Anh ơi. Dạ. Rồi lại đi. Bà Tám bà còn cho mình vay tiền được không ta? Em bữa mới mượn bà 200 cho trả. Tiền điện tới rồi mấy ngày nữa nó cắt, bây giờ đâu còn đồng nào đâu. Cắt làm hình 500 thì trả có 50 ngàn. Nói chung là bây giờ tiệm nó cũng ế. Mà mấy đứa cũng biết là thu nhập bây giờ tiệm cũng không đủ trả lương cho mấy đứa. Anh có thằng em ngoài Đà Nẵng nó mới gọi. Nó kêu nó công ty của nó đang tuyển nhân viên á, làm công nghệ và quảng cáo gì đấy. Lương cao lắm. Mấy đứa có muốn ra đó làm không? Dạ không anh, bọn em theo anh, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Ôi, tụi em làm với anh quen rồi, tự nhiên giờ anh gặp khó khăn mà tụi em bỏ anh đi hơi kỳ chứ. Mấy đứa nghĩ vậy là anh vui rồi. Hoạn nạn thì mới biết được anh em. Anh cảm ơn mấy đứa nhiều nha. Anh cũng nghĩ là mấy đứa sẽ nói như thế thôi. Chẳng qua là anh thấy lương nó cao quá, anh mới hỏi mấy đứa thử. Lương cao hả? Cao như nào anh? Lương cao. Bao nhiêu anh nhỉ? Nghe đâu 25 tới 30 triệu gì đấy. Ui, hả? Làm gì mà lương cao dữ anh? Thì anh đâu biết đâu, công ty nó làm về công nghệ và quảng cáo gì đấy. Nghe nói có cái dự án global gì đấy, to lắm. Thế bên ấy có cần kinh nghiệm hay gì không anh? Có chứ, công ty người ta lớn mà em. Chắc phải có kinh nghiệm rồi chứ. Thôi rồi, anh hỏi thế thôi. Hai đứa đi vào trong đi. Em đi luôn. Anh ơi, cái địa chỉ ở đâu anh nhỉ? Ủa? Thế là tụi mày quyết định ra công ty đó làm à? Dạ. Tụi em suy nghĩ rồi. Lúc đầu nó làm với anh nhưng mà giờ anh đang gặp khó khăn như thế này, mà tụi em ở lại thì gánh nặng thêm cho anh ra đấy chứ. Gớm. Tao tưởng tụi mày là thích làm với anh Huy quen rồi. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thôi, tóm lại cho em cái địa chỉ đi anh. Cả hai thằng đi luôn hả? Vâng. Đi ra ngoài Đà Nẵng ấy. Vâng. Đi vào công ty Interray Corp, lô 0506, khu A2, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Hai thằng mày không có kinh nghiệm ra đâu, cũng đất được nhận nữa. Thế thì anh nói là bọn em có kinh nghiệm nhé. À, có ai gọi thì anh cứ nói là có kinh nghiệm nhận tụi em. Đó đi đi. À, dạ em đi anh nha. Anh với cho em. Thôi không được. Tống được hai thằng báo càng khỏe. Ui, công ty to thế nhờ. Ừ, to rồi đấy. Anh em mình ráng phát tài đi. Có ít vốn. Rồi một ngày ta sẽ về ta hoàn lại Huy. Ừ. Ừ, đúng rồi. Được không? Được. Đi. Đây.